Kính thưa cả nhà, hôm nay nhân dịp nhạc sĩ Văn Sự làm buổi tiệc nho nhỏ để ra mắt tất cả các anh em bạn bè thân thuộc đã từng học chung với Văn Sự ở lớp dạy đàn của cố nhạc sĩ Văn Hải, thì Minh Đức hôm nay cũng là một khách mời thân thuộc, mặc dù không có học chung với Văn Sự nhưng cũng có mối thâm tình. Minh Đức đến đây để dự buổi tiệc theo lời mời của Văn Sự, và Minh Đức cũng không quên chúc cho Văn Sự trên bước đường lập nghiệp của mình được nhiều thành công may mắn. Kéo em dò dò ngóng trông dần ngàn dông ruồi trở lại thiếu xa nhau rồi đôi bóng đẹp khuya nỗi nhớ thương về tận cuối trời. Xin mời sẽ hát của Minh Đức.
thành cũng làm bài đi. Và đây tiếp nối chương trình giao lưu văn nghệ nhân ngày ra trường của nhạc sĩ Danh Sự, Minh Đức cũng xin gửi đến ba câu dụng cổ của tác giả Quỳnh Trung Tuấn đã hát được mang tên Tình Địch Nghệ Sử. Và Minh Đức cũng không quên chúc cho tất cả em có một buổi trưa hoặc là ca thật là đầy ý nghĩa và không sai không gì. Là tư mà tư như mừng khúc phường cầu hoàng để có tình cung nàng ca, càng không dám so mình với nhàn chung cường hiểu cốt cáo sơn lưu thủy của về thân phận đôi đôi của đồng cam.
tôi bước lên xe bỏ lại phía sau lưng tiếng đàn và dòng ca ông lão. Những hình ảnh ấy tôi không quên được, như khúc ca hồ nghe lại nhớ nhiều người. Alo, một hai. Xin chân thành cảm ơn tiếng hát của Minh Đức và cảm ơn Lý Sự rất nhiều. Bây giờ chắc hãy kiếm thêm một và lên của chương trình sau đây xin mời tiếng hát của Văn Phượng. Xin mời tiếng hát Văn Phượng. Sau đây mời tiếp đàn của dễ nhất món gần nhà bản A Giác Hảo. Dạ, lên đây. Của có đằng đằng sớm không ghim luôn của. Ghim quà chơi. Dạ, và tiếp theo em gái tên là rất vui với hai câu vũ của cố sùng giả thành Pháp được mang tên là Sô. Yeah.
bài nữa không? Đang bài nữa ca xong ca. À vâng. Và để liên tục chương trình trong buổi chương trình ngày hôm nay cũng để chúc mừng cho nhân sự thì em gái cũng chúc cho anh được thật là nhiều show trong thời gian tới và chúc cho được nhiều sức khỏe cũng như chúc cho cả gia đình chúng ta được nhiều sức khỏe thân sự như ý và mang phát tài. À, và giờ trước khi hát thì một cũng xin mời đại gia đình chúng ta cùng như ly để chúc mừng cho ăn sự chúng ta ngày hôm nay đi à. Nào, 1, 2, 3, vô. À vâng, và để như từ chương trình thì giờ đây Ngọc Phượng cùng với Minh Đức sẽ đợi đến cho cả nhà chúng ta với một sáng tác của sản giả Thu Thanh, một bài giọng cổ rất là quen thuộc được mang tên Cung Đàm Lớn. Mấy rừng đồ
Yeah.
xin chân thành cảm ơn hai bạn đã chia sẻ, xin chân thành cảm ơn. Đây là xin bài hát của Bắc Phường ạ. Mà ra nghề là một ngày rất là vui, được làm nghề, được ra nghề là rất là vui. Xin chân thành cảm ơn, xin chân thành cảm ơn.